lấy nè, chứ không phải cho tám, cho thầy thấy cực luôn. Kìa, nó bứt đứt cây dừa luôn hả? Anh thấy ngã tổ hủ nó hơi rồi, nó đóng cây gì đâu nè. Còn cái chanh nè. Cái chanh thì nó tỏ nó còn. Còn chặt quá trời. Lấy cái đũa hay gì dính dính lên thì được không em? Đó, sao? Đũa gì? Tài quá không? Quá trời nè, mấy con này là ngon lắm nè. Còn một hộp. À, chả hả, chả hả luôn. Bấm gì nhiều quá chứ không thấy lên gì. Không biết đâu. Ờ mà à, bài mua đi kìa luôn mà. Tháng này đi tay chửi chết. Nhiều đây mà uống nhiều đâu có 2-3 ly rượu thì chết luôn á. Hai ly thuốc kiểu này. Ờ mà 5 phút nữa tao ạ. Nửa con là nửa gì đó. Mình đây thấy bụi xè ăn không chứ vừa đun vừa chú tám với đây đâu ăn nhiều anh mà. Rồi bực quá cho nó vô chảo luôn. Bực quá. Ai vậy? Bực quá cho vô chảo. Cái này ăn lăm lóc nó thấy nó cũng lại luôn mà. Mà ăn mà. Con. Ai lại rồi. Nó là ống thục luôn hả? Nó không biết làm này đâu. Ống thục nó không biết hả? Thằng lông lóc nó không làm gì mà nó đâu có hết hồn đâu. Rồi, nó hết hồn quá chắc chắn. Không có hết đâu. Không có hết đâu, nó đốt vừa rồi. Đi sau lưng ba đây. Nó đốt vừa rồi, không có hết hồn đâu. Nó làm mấy cái gì nhiều. Đốt vừa rồi, không sao rồi. Thằng lông lóc đâu có hết hồn đâu, bình thường rồi. Chứ nó đăng nó ống lâu rồi. Bỏ đại đó. Tập trung nhiều kia nè.
Bởi vì còn gì hết. Trứng dừa còn không? Ồ, này cái dừa này mà còn đường nhiều lắm à. Giờ chuẩn bị qua cây khác đâu rồi á.